Tại Hà Tĩnh đến nay đã có 9 cơ sở, 9 huyện, thị xã và công ty điện lực Hà Tĩnh tham gia thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Đối với các đơn vị tham gia thí điểm, nhân viên bưu điện đã thay một số công chức tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện nhiệm vụ trực, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với bộ thủ tục hành chính. Các công chức của các đơn vị đã rút về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đề án thí điểm đã giải quyết được vấn đề lãng phí thời gian của công chức trực tại trung tâm của các đơn vị có số hồ sơ phát sinh ít, tiết kiệm được nguồn ngân sách nhà nước đầu tư vào xây dựng trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đối với việc nhận kết quả tại nhà. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện đề án thí điểm, đồng thời đề xuất những giải pháp để triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các địa phương đơn vị phải tập trung cao hơn nữa cho nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung đổi mới theo hướng tinh giản, nhanh gọn, hướng đến sự hài lòng của người dân doanh nghiệp. Người đứng đầu ngành, cơ quan, đơn vị phải theo sát lĩnh vực mình phụ trách, kịp thời đề ra các phương pháp triển khai hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với bưu điện thực hiện các nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung xử lý các vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời khen thưởng đối với những cá nhân tập thể làm tốt, đồng thời xem xét trách nhiệm đối với những địa phương đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương sự nỗ lực của Ban chỉ đạo trong việc triển khai đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo đề án tiếp tục soát xét lại danh mục dịch vụ và cơ chế xác định định mức đối với cơ sở vật chất, mặt bằng, mức hỗ trợ nhân viên bưu điện trực tiếp phụ trách, rà soát lại các điều kiện mặt bằng cơ sở vật chất để triển khai đề án thí điểm theo hướng tiết kiệm hiệu quả. Đồng chí Lê Ngọc Châu cũng cho rằng cần dừng việc triển khai đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích ở cấp xã do không hiệu quả. Đối với nhóm cấp huyện, cấp tỉnh, Ban chỉ đạo tiếp tục làm việc với các sở, địa phương để xem xét và đề xuất cụ thể các đơn vị địa phương sẽ tiếp tục thực hiện đề án thí điểm trong thời gian tới.